Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Vui quá. Hôm nay là sinh nhật của công tần tôn nữ Mộng Quỳnh Thi. Happy birthday to Thi. Sinh nhật vui vẻ. Và Huỳnh Thi xin cảm ơn chị nhiều lắm. Thương ghê chứ ạ. Cái gì vậy Thi? Chị... Trời ơi, giờ này còn cầm cái phone của bác nữa. Lại chờ đợi nữa hả? Chị, em có chờ ai mô? Em có waiting for ai đó chị? Trời ơi, thấy rõ ràng. Thấy là biết liền. Waiting for chàng trai năm mấy chứ gì? Có chị. À, anh tặng em cái phone trước khi anh ra đi. Để em gọi anh cho đỡ nhớ nhung. Mà có về đâu? Mấy năm miền biệt rồi không thấy về. Trời đất ơi, anh chia cho khổ vậy? Hả? Chờ, chờ, chờ. Chờ ấy. Chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ. Chào đi. Chờ tới lúc á. Tóc bạc, da nhăn, răng rụng hết, đi lộn khộm như một bà già. Chị ơi, chị đang nói về chị đó à? Ừ. Ê, không. Gớm quá. Tao nói mày á. Em rắn. Chị, em nói chị nghe nè, sinh nhật của em không biết là chị chúc em hay chị chửi em rồi đó. Chúc trước, chửi sau. Răng rửa. Chờ một người xứng đáng thì chờ. Chờ cái đứa phản bội, chờ cho uổng công. Chị ơi, chị đừng nói rửa. Chị ơi, anh có phản bội em mô. Anh đi xa, em đợi anh thôi. Mà thời gian có cái chi đâu ạ chị. Chỉ có năm ni, năm tê, năm tề, năm tệ. Còn năm năm chị mấy ha. Rồi thì anh sẽ gọi điện thoại về cho em. Chị đừng nói rửa. Trời ơi, I can't believe it, I can't believe it. Yes, yes, yes. Yeah. Đúng rồi. Chờ đợi như vậy á, con thiên nga vậy nè, cũng trở thành con vịt. Chị giống con vịt đó, chị là con vịt đó. Giống y chang luôn. Nhà này. Người ta nói giống y chang kia. Dạ, em thì y như con vịt. Con vịt trời. Dạ. Yeah. Nhà này có bốn chị em thôi à. Dạ. À, một con ngựa đau, cả tàu chia nhau cỏ. Chị ơi, em nghe là có cái gì sai sai à? Sai gì? Chị nói chị là con ngựa. Đúng rồi, tao là... Tao nói tao rất ngựa nhưng mà tao không phải con ngựa. Em biết rồi, em biết chị rất ngựa rồi. Ừ. Nhưng mà tại răng mà chị ăn hết cỏ của em. Chứ sao? Mày đau, tao còn ba đứa tụi tao phải chia nhau cỏ ăn cho để thúi hết sao? Trời ơi, trời ơi, nghe đoạn hậu dự rửa ha. Bà Thi, răng. Tụi tôi quan tâm cho bà thôi, bà Thi. Chị, vậy tên em nhẹ như một bài thơ mà chị nói bà Thi. Ghê quá chị ơi. Chị nói lại đi. Em, Huỳnh Thi. Quỳnh Thi. Dạ. Yeah. I love you. I love you too, Marie. Ủa, sao biết tao tên Marie hay vậy? Chị đổi tên mị mà. Dễ thương quá à. Dạ, yeah, chị phải thương em, chị phải quan tâm tới em. Đúng rồi. Tao... Nhưng mà cái quan tâm của chị đó làm xúc phạm em lắm. Xúc phạm gì? Anh bố có phản bội chị ơi. Anh mà phản bội thì trời ơi, cái đời này nó khốn nạn làm chi. Cái gì? Mày mới chửi ai khốn nạn vậy? Không có, em nói em khốn nạn, em đâu có nói chị trời khốn nạn đâu. Rõ ràng mới nói sao chị khốn nạn rửa hi. Trời ơi, đâu có chuyện gì vậy? Tao nghe mày nói vậy rõ ràng. Em đâu có nói rửa đâu chị ơi. Được. Tao quýnh mày cho không được. Không có chị ơi. Gì đây? Hả? Lại đánh nhau đó à? Không có. Trời ơi. Tao đợi mày ra. Mày xử con nhỏ đây nè. Bây giờ mà cầm con phone cùi bắp để chờ đợi nó, mày thấy không? Anh để kia rồi. Thôi, hôm nay birthday bà, tha cho bà một lần đi. Đây. Happy birthday chị Thi. Huỳnh Thi cảm ơn chị nữa. Đây, chú Bình kỷ niệm nào. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó trước bây giờ ra sao. Em có con đôi má đào. Trời ơi, nhăn quá. Như ngày nào. Em chị nói em nghe nè, chị nói em nghe, em delete dùm chị please em ơi. Từng không. Delete dùm chị đi em. Tôi sẽ phải giữ nguyên cái tấm hình này để làm gì? Đáng. Làm bằng chứng cho 5 năm chờ đợi là một sự sai lầm. Bà nhìn đi, mặt bà trong này nhăn như quả táo tàu. Chị nói em nghe nè, chị có cái app này nè, táo tàu thanh táo tươi liền nè em. Thơ đồ bắp lấy app đâu mà vô. Rửa à? Bà Thi, bà lụy tình quá. Chị. Tôi nói cho bà nghe này,
Giờ này á, chắc là cái thằng cha kia đó, chắc là một đai hai đùm rồi. Em ơi, trời ơi, nhà mình phụ nữ phòng khuế chiếc bỏng, không em nói chi nghe măng trộn ụt dột dự rửa he. Sao? Em nói chi măng đàn ông hai đùm chi mà ghế chi rửa. Hai đùm mà... Trời ơi, mày nghe cái gì vậy? Thôi, cái đó... Một đai, đai tiếng Mỹ là chết. Ờ? Hai đùm là vợ con đùm đề bà. Ờ, chứ bà nghe hai đùm gì? Rửa à? Rửa à mà dịch tiếng Mỹ có nghĩa là rêu lý đó. Trời ơi, rửa mà làm em nghĩ vật vơ không chị ơi. Nhà mà cái đầu óc. Con đi nè, con đi nè. Hẳn nói chuyện là em nghĩ đen tối. Mày bơ quá, chuyện đàng hoàng. Đừng sao nổi trội, nó làm tối lắm đó. Tôi là hai bà già. Tội ghê. Thẩm nghe, không nói bà già nghe. Tao giết mày bây giờ á. Hai bà không còn trẻ. Mày xúc phạm tới tao. Không được nổi cho như rửa nghe. Xin mệt quá, hai bà điên. Đi. Đấy, điên đấy. Là điên đấy. Tao không có điên. Cái con này nó mới điên nè. Bây giờ cầm phone của bắp đợi mày nghĩ coi nó điên hay không. Bà Thi à? Dạ. Yeah. Tôi nói cho bà nghe, trên đời này á, thà là ta phụ giai chứ không bao giờ để giai phụ ta. Đúng, 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 đúng. Thấy chưa? Như sữa thì đâu có gì là interesting đâu. Em ơi, cuộc đời sometimes mình phải để giai phụ ta để mình biết thực tình là chi. Bởi vì khi thực tình như rửa, em biết không, tất cả những nhà soạn nhạc có những bài nhạc hay bởi vì họ bị tương tư. Những nhà thi sĩ có những án thơ hay là vì họ tình phụ. Còn những nhà văn mà viết truyện ma rợ người tại vì họ sợ ma. Hả? Vậy là chú Nguyễn Hồng Hạn sợ ma à? Sợ ma thì chị không biết, nhưng sợ vợ thì có đó. Thôi bà ơi, bà đang thi thơ ở đây á, cái thằng cha kia chắc là ôm 1 tỷ con rồi ấy. Never, never, em đừng nói rửa cho. Never. Tao nói mày nghe. Cái gì? Nói lén đó thôi nha. Tao nghi cái thằng đó bây giờ qua Thái Lan rồi. Qua Thái Lan làm gì? Chuyển giới. Úi dồi. Mày biết sao không? Đàn ông bây giờ hay qua Thái Lan chuyển giới lắm. Đang thằng anh Dũng. Ờ. Đang anh Dũng phải không? Ờ. Thành cô Diễm. Ơ. Cách bằng đi. Tao vô đây á. Trời ơi. Em... em sợ hai chị quá à. Cuộc đời này phải cân bằng chứ. Phải có trắng, phải có đen, phải có sáng, phải có tối, phải có ấm, phải có dương. Phụ nữ là phải cần phụ nam. Không, phụ nữ là phải cần đi khám phụ khoa nữa. Không, chỉ cần phụ tùng. Trời ơi, em chị ơi, trời ơi. Em nói chị nghe, đàn ông như là bóng tùng quân vậy đó. Kiếp sau em vật đàn bà. Chàng ơi, em dựa vào chàng nữa nghe. Đánh cho bà tỉnh ra này. Đi rửa. Không, bà đứng thẳng lên cho tôi, bà có xương sống không ạ? Chỉ có xương sống như dừa vào trai hẳn sướng lắm em. Trời ơi. Bà đó nha. Đắng. Trời sinh ra đàn ông á là người ta phải cần mình. Đúng chưa? Bây giờ em hỏi chị nhá, đúng không? Chị Hoa này. Bây giờ nhá, nếu như trên thế giới này không có những bông hoa đẹp như chúng ta, đàn ông mà không có chị em phụ nữ thì thế giới này nó sẽ như thế nào? Đúng không? Đúng. Chuẩn chưa? Hay quá. Nhưng mà tao ngược lại. Cái gì vậy? Tao không có đàn ông, tao chịu không nổi. Nói nghe. Nói là nói vậy thôi. Nhưng mà cỡ em vậy nè, em ra đường á, thiếu gì trai theo. Ai... thiệt nha. 18 tuổi cũng bà đừng có điêu. 18 theo bà làm gì? Dẫn tao đi ăn bô bà. 22 tuổi nó dẫn tao đi movie. 55 tuổi nó dẫn tao đi shopping. 82 tuổi nó đưa bà ra nghỉ địa. Nó đưa tao đi lãnh tiền già. Bà điêu. 82 tuổi mắt mờ chân chậm, mày đạp gà thế nào rồi mà đưa bà đi lãnh tiền già? Tụi tao đi xe bus. Ở tao kinh rồi. Trời ơi mấy chị ơi, đàn ông họ bần rồn lắm, họ không có làm mấy cái chuyện mà đi trà sữa hay đi shopping đâu. Bần gì? Bần lắm, bởi vì họ còn ngang dọc sơn hà, thương tràng cùng với chiến tràng sông pha. Trời ơi con lạy mẹ rồi. Đang ơi, đó. Giờ này còn chiến tràng với cả chiến trận. Này. Giờ này á, tôi nói cho bà Thi nghe, bà Thi, bà đừng có mơ mộng nữa. Đàn ông á chỉ muốn chiếm nàng thôi. Đúng không? À, đàn ông này nhá, đây nhá, em chứng minh cho chị thấy, chỉ mê sắc. Đúng. Mê tài. Đúng. Đây, bây giờ em đổ một câu nhá. Ừ. Đàn ông mà không có dụng tim xuống em làm con chị. Câu gì, câu gì? Thuở xưa ngày đầu cuộc nhau, ai đứa nên duyên tình cơ,
Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm. Bà bị điên à? Tôi đang hát dụ trai, tôi hát dụ bà đâu bà khóc. Bà mỗi lòng quá. Cô Duyên. Nhưng mà thôi, nói nghe, bây giờ trên thế giới này ai có con nhờ con, có của nhờ của. Chị em phụ nữ chúng ta độc thân, có tài gì chơi tài đó. Chị nói em nghe nè, chị thì làm thơ, em thì hát hay. Đúng. Có mũ áo xanh đây nè, không có tài chi hết, no talent. Nói xấu gì tao vậy? Bà có cái tịt gì không? Tịt là gì? Talent tịt ý, tức là tài đó. Tài đó. Sao không? Là gì? Trời đất ơi, trong tứ tuyệt mỹ nhân, cầm kỳ thi quả. Ừ. Tao là đại tỷ nè, tao chọn cái cuối cùng. Ừ. Quả. Dẻ. Hoa. Có bao giờ thấy chị Hoa vẽ đâu nhỉ? Có, chị có thấy. 3 tuần trước chị Hoa một bức tranh con chim mà nhìn như con cú. Cái gì? Con gì? Con cú. Trời ơi. Trời ơi má ơi. Em đâu buồn tới giờ nói tung hoe, nó mệt quá. Cho chị thường nói có em mệt quá. Em nói lộn, em bảo là con chim nó thành con cú. Tại sao mà bà vẽ con chim thành con cú? Tao nói mày nghe, tao vẽ, tao nói tiếng Nam là tao vẽ, tao không có vẽ chim chóc. Bà vẽ cái gì? Tao vẽ đàn ông. À. Đàn ông mà tới với tao, tao bắt cà thẻ. À. Rửa là vẽ cho ra bạc ra tiền, nhưng mà hạnh phúc thành tiên mấy hồi. Ôi, cái bà này bà lây thơ bà rồi à? Cái gì? Ôi, bây giờ không phải vấn đề của chị em mình nữa mà bây giờ phải nói cho bà này tỉnh ra. Chứ bà này lụy tình quá rồi. Nói cho nó tỉnh đi. Tỉnh chuyện ra gì đi. Nữa vậy? Nói gì? Ta nói về. Chuyện gì nữa vậy? Về. Con mới về hả con? Má đánh ai bất tỉnh hả? Hả? Ờ. Không có. Nhà này không ai bất tỉnh, còn má là bất thương thôi. Không, má đợi con về á, con xử con này nè. Giờ này cái phone của bác nó còn cầm trong tay kìa con. Ờ, xử để trên bàn rồi. Chờ nữa hả? Chị Thi. Xử nó đi con. Chúc mừng sinh nhật chị. À. Ủa? Cái hoa đâu rồi? Em ơi, trời ơi. Gì mà. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Em chúc chị sớm tìm được hạnh phúc. Ok. Đó. Chúc em tìm hạnh phúc đó. Cảm ơn em nhiều lắm. Nín. Cả nhà nghe đứa nhỏ tuổi nhất nói nè. Đàn ông. Chị là phụ nữ, chị là mộng Huỳnh Thi, chị không phải Huỳnh Thi em ơi. Em biết rồi, em không có nói chị. Đàn ông là cái gì? Không là cái gì hết. Nothing nữa. Men and nothing. Còn chị em ta làm gái. Hả? Rất là làm gái. Con, má còn làm được không? Chị làm đâu mà làm được nữa. Không nữa. Hai bà đều không làm được, già rồi. Tôi biết bảo nè. Trời ơi, mấy má ơi, nghe tôi nói nè. Ý tôi nói là còn chị em chúng ta phận làm gái. À. Là phải điều khiển được đàn ông. Thấy gì không? Kiki. Ở tên chó. Trời ơi, nó tên Kỳ Kỳ, chó gì? Chứ chào chị quên. Đúng. Kỳ Kỳ. 22 tuổi đời, 6 năm chia bài. Đạt danh hiệu người chia bài giỏi nhất casino Pechanga. Cái đó là chuyện nhỏ thôi. Ngoài ra, Kỳ còn có nhan sắc, một thân hình bốc lửa, tuổi trẻ và cả một tương lai bừng sáng. Làm sao đấy? Vậy là má không còn gì hết con ơi. Đúng rồi, sao mà còn được. Ai mà muốn nhào vô em á là phải cao hơn em một cái đầu. Ừ. Thông minh. Đúng. Có tiền. Chuẩn. Đẹp dai. Chị thích đẹp dai đấy. Ôi, đẹp nhưng dai. Mà con còn nhỏ, con đòi hỏi gì được. Cỡ má đòi hỏi có đục vô mặt má sao? Ai đụt vô mặt bà? Ồ đúng rồi. Làm như thế là rất là ác. Ừ. Người ta sẽ không bao giờ đụt vô mặt chị cả. Vì đánh người không bao giờ đánh vào mặt và đánh vào đầu. Đúng hỏng rồi. Thần kinh. Đúng rồi. Nó chỉ làm như thế này thôi. Sao sao chứ? Vạt. Ồ, ôm siết lấy chị.
Không, nó trói bà vào ấy. Kiểu mới hả? Nó bịt mắt chị lại. Ồ, lãng mạn. Nhét rẻ vào mồm chị ấy. Trời ơi, Fifty Shades of Grey à. Xong rồi nó bế chị lên. Nó bưng chị, bỏ chị vào một cái lồng. Trời tuyệt vời quá. Nó bó cái lồng đó lên một cái bè. Nó đẩy cái bè đó ra biển. Thế là sóng biển dập dần. Chị trôi đi. Chìm luôn, mất xác. Thôi. Đó là nó thụy phản chị rồi chị ơi. Vậy là chị chết hả? Chứ còn có gì nữa. Thôi đừng có chọc má em nữa. Không phải là chọc mà là tại vì trong cái nhà này, nếu mà nói về tự tin á, là chỉ có mình cưng là tự tin được thôi. Phụ nữ của chúng ta, dù bất cứ tuổi nào đi nữa, mình cũng phải có power. Sai. Thật rồi. Power. Yes. Power. Đấy, phải hướng là thế. Thành ra theo như bài Blackjack á, thì lật ngửa bài lên. À, chị Thi. Dạ. 16. Trời ơi, 16 trăng tròn, em chị trẻ dữ rửa sao em. Bà điên à, 16 tức là chả có điểm gì hết ý. Là răng. No, 16 nút. Hả? Đấy, bà nghe chưa, 16 nút thôi. Điên trung bình. À, chị đây. Còn chị. Ừ. Chị hát hay. Đúng rồi. Chị 18 nút. À, không, chị phải 20 ý. 20 là em. Không ạ. À, tao nghĩ là tao phải 20 ấy. 20, ok, cho chị 20 luôn. Em 21. Con điên. Con má con mấy nút con? Quắc. Ôi trời ơi. Vậy là má chết lần nữa. Quắc, quắc tức là không có điểm gì. Đó là bà trên 21 là bà đi luôn á. Bà thua trắng tay đó bà. Thôi, dù bất cứ tuổi nào mình cũng có nút hết. Thành ra là con ở trong sòng bài á, con quen nhiều. Con có cần chờ đời không? Đúng. Ừ. Rồi. Ừ. Dù bất cứ tuổi nào mình cũng có nút. Ừ. Thành ra mình không thể nào là người chờ đợi được. Mà đàn ông phải là người chờ đợi chúng ta mới đúng. Ừ. Đấy chưa? Nếu mà có chờ, chờ chút xíu thôi. Ừ. Em hả, mà bắt em đợi quá 5 phút hả, là em bỏ liền. Get out of my life. Ừ, chuẩn. Đằng này hả, không những 5 phút, 5 giờ, 5 ngày, 5 tháng, mà tới 5 năm. Oh my gosh. I can't believe it. Mày lây bà. Ôi cặc em ơi. Nhưng mà cặc em ơi, cặc chị ơi. Gì? Nhưng mà phụ nữ Việt Nam của chúng ta có truyền thống chờ đợi. Cặc em có biết cái bài Hòn Vòng Phú không? Biết chứ. Người vòng phù trong lúc gió mưa. Ôm con chờ chồng hỏa đã. Bé con đã ngoài công để đứng chờ. Cuộc chi là chi? Mẹ ơi, người ta có con để mà bế. Còn mẹ thì có cái gì bế. Dù sao đi chăng nữa thì em nghĩ là thôi, chắc thì chị cũng mãi mãi trở thành một hòn vọng phu còn trinh mà thôi. Hòn chi cũng được, và em phải chờ thôi. Ôi, theo ý kiến của Kỳ, muốn quên người cũ là phải có người mới. Đúng rồi. Ê, con giới thiệu cho nó đi con. À, lên đi. Em có một ông này đang theo em. Dạ. Mà em chưa có chịu. Rất hiền. Được. Mặt mày sáng sủa. Ok đã. Lương căn bản. Hát rất hay. Ờ, em thích đó. Nhưng mà chỉ tội thấp hơn em chứ đâu. Băng kêu. Nếu mà kêu là kêu không thích chị mô. Sao lại không thích? Không, không phải bằng kêu. Ai? Em bằng kiều. Bằng phẳng à? Từ, tào lao quá. Nè, nhỏ này giới thiệu tào lao, chị giới thiệu người này được lắm nha. Chị mà cũng có người thương chị nữa chứ sao chị nhường cho em đó. Rửa à? Người to cao. Được. Cái mặt như cái bánh bao. Không biết nói xạo. Rửa à? Ưu điểm là không bao giờ biết bỏ tiền ra bao ai hết. Biết rồi. Em biết luôn. Người này tên là Chí. Ông này ông nói tài lắm á. Em chịu mô. Trời, em lấy người đó về để em trả tiền suốt đời em rắn thôi, không được đâu. Em chịu mô. Sao không chịu, em chịu ai hết á. Thôi chị có ai chị giới thiệu cho chị Thi đi. Ôi, mày giới thiệu đi. Điển à. Này, trên đời nha, các cụ dạy rồi, trên đời có bốn cái ngu. Làm mai,
gác nợ. À, lãnh nợ, gác cu, cầm dầu. Rửa mà nó cũng mà bây giờ mình đi làm mai, đấy, lúc mà chúng nó hạnh phúc sung sướng thì chúng nó gọi tên nhau. Mà lúc mà chúng nó cãi nhau thì chúng nó đem tên mình ra chúng nó chửi. Em đâu có ngủ. Trời ơi, không. Vậy thôi chị có gì chị khuyên cho chị Thi đi. Khuyên á? Khuyên gì đó? Chị có lời khuyên gì đi. Đời chị cũng có ra gì đâu mà khuyên nhỉ. À, em biết rồi. Em có lời khuyên thế này cho chị Thi nè. Chị Thi à, ngày hôm nay là ngày sinh nhật chị. Em xin trân trọng gửi cho chị một lời khuyên như sau. Nếu mà chị phải sống với một người đàn ông không ra gì thì chi bằng chị ôm gối một mình ngủ sướng hơn. Yes. Hay quá. Yes. Các bạn ơi, giờ là các bạn không biết tình yêu là chi rồi. Chị Hoa. Gì? Chị có bao chứ mà có một người đàn ông không ruột thịt chi hết mà chị bị bình á, nấu chảo đuốc cho chị ăn. Chị có chưa? Mặt đơ ra thế là chắc không có rồi. Em cầm ơi, có khi nào có một người đàn ông cao quỳ dưới chân em để bóp chân cho em, sau đó cọc em lên vai đi hết một con dốc đồi cao chót vót, em có chưa? Rồi mặc vậy là không có luôn. Còn Kỳ ơi, em có bao giờ có một người đàn ông đứng trước cổng trường đời mưa dưới mưa để chờ đợi em chưa? Nó gái rồi, không có đâu. Có nghĩa là răng, có nghĩa là chưa ai biết yêu hết. Còn em hạnh phúc lắm. Em yêu và em được yêu chị ơi. Ôi bà điên rồi. Điên quá, để cho nó đứng đó đi. Mệt quá. Nói ngoài không nghe. Trời ơi, Cali hạn hán, có mưa đâu mà biết. Trời ơi, ví dụ như tôi cũng bị sốt rồi nữa. Có điện thoại. Phone. Cùi bắp của chị ra nhé. Này, chết ra của chị. Cho nó bắt đi. Khoan, cho nó bắt đi. Mình chờ được 5 năm thì đợi 5 giây có sao đâu. Đúng rồi, đúng không chị? Không, đúng không? Đúng không? Cho chị em ơi, trời ơi, chị chờ 5 năm đây em ơi. Tắt rồi. Tắt rồi. Hello. Hello. Tắt rồi. Cái con nhỏ này. Mày bảo chờ. Các bạn cũng biết mình chờ cái điện thoại này bao nhiêu năm đấy rồi không? Mình không dám đổi điện thoại. Trong cái điện thoại này chỉ có một số phone của anh ấy. Mình không dám đổi nhà, sợ anh ấy lạc lối. Nhiều đêm mình mơ nghe tiếng chân anh ấy hoặc một tiếng phone reng. Thế tại sao? Tại sao không cho mình bắt? Tại sao các bạn không giống mình bắt phun? Có voicemail. Nghe đi, voicemail. Nghe đi. Khoan, à, nghe đi chị, nghe đi. Ngồi xuyên. Nghe đi chị. Chị nghe đi. Cháu Thi. Bác là ba của Việt đây. Bác xin lỗi vì hôm nay mới gọi cho cháu. Bác nói chuyện này có lẽ cháu chưa biết. Cách đây 5 năm, đúng vào ngày sinh nhật của cháu, trên đường đi gặp cháu, Việt nó bị tai nạn, hôn mê, cho tới tận bây giờ mới tỉnh. Người đầu tiên mà Việt muốn gọi là cháu. Việt nó muốn nói một lời xin lỗi và mong cháu tìm được hạnh phúc của riêng mình. Về phần Việt thì cháu đừng có lo, đã có bác ở bên cạnh nó rồi. Bác cảm ơn cháu. Chúc cháu bình an. Có biết chăng em giờ này xót xa trong lệ cay, đắm đuối với xác thân hao gầy. Nào dễ phai khi mặn môi, với em là trọn đời. Yêu anh chỉ mình anh thế thôi. Em xin lỗi anh. Đáng lý 5 năm nay em phải ở cạnh anh để chăm sóc cho anh.
các bạn ơi, mình là phụ nữ, cho dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng cần có một tình yêu bên cạnh, nếu không thì sẽ cô đơn lắm. Tôi xin phép cả nhà, tôi đi tìm tình yêu của tôi. Tôi đến với anh ấy đây. Chào các bạn. Có biết chăng em giờ này xót xa trong lệ cây, đắm đuối với giá tháng hao gầy. Nào dễ phai khi mặn môi, với em là trọn đời. Con à, mẹ đây. Ừ, mẹ nhớ con quá nên mẹ gọi mà. Hello, anh Bằng hả? Tối nay anh chở em đi coi phim hả? Nhưng mà anh đừng có dẫn má anh theo nha. Alo, anh Chí Tài hả? Tối nay mình đi ăn sushi nha. Hả? Anh bao em hả? Trời bảo. Trời ơi, né luôn. Quả này nó né như người ta. Quả né hụt. Trời ơi, né hả mày? Dễ gì bắt người ta. Né hả mày? Ây da, ây da, ây da. Chụp được rồi. Ôi, ây da, né hụt. Né hụt. Ta đói quá. Đói quá hả? Có gì ta ăn không? Rồi, 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 kiếm cái gì ăn đi. Nhưng mà nhà tôi nghèo lắm, có mái tranh là đâu có cái gì đâu mà ăn. Trời ơi. Hay là quả cạp đất ăn đi. Trời, nghĩ sao vậy? Cái mỏ quả như vậy sao cạp đất được? Ta giới thiệu cho hai cái mỏ cạp được đất nè. Mỏ nào? Cái mỏ ông với mỏ Hoài Tâm á. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Cái mỏ tôi không có cạp được, mỏ Hoài Tâm với mỏ ông cộng lại là cạp 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 nào banh cái đất này luôn á. Nhưng mà bây giờ đâu có cái gì đâu mà ăn. Ông có gì ăn nhà hả? Tôi giờ chỉ... Trời ơi, giờ có gì ăn không? Cái gì vậy? Ê ê ê ê, thôi nghe, hồi xưa giờ người ta nói là người ăn chim, chưa bao giờ có chim ăn người nha. Cái gì vậy? Ôi, mấp quá. Hả? Sao nó biết mấp luôn ta? Trời ơi, nhìn mọng nước đi chứ trời. Sao nó biết vậy? Thôi nghe, thôi nghe. Quá quá. Thôi. Quá quá, tránh ra, tránh ra. Cái gì vậy? Đây, nãy giờ tao manh nghe là mấy cái khế này nè. Trời ơi, trời ơi, nó mọng nước mà nó vàng ươm à. Vậy sao không nói khế đi, cứ dòm nó cứ tưởng nó ăn mình không à. Trời ơi, nghĩ sao ăn ông vậy? Ôi, ê, qua, 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 sao, sao, sao? Đi qua đây, đi liền. Sao vậy? Không được, không được. Sao vậy? Gia tài tao có một cây khế à. Trời ơi, quả mà ăn hết khế tôi lấy gì tôi sống. Trời ơi, tao có quả khế không mà làm gì sống không được. Cho tao ăn đi, tao đói quá rồi. Không, dứt khoát không. Trời, tao đói quá rồi. Không cho tao ăn á. Người ta nói quả mà chết trong nhà người nào á là nhà người đó hả, mạt ba đời luôn đó. Hả? Mạt ba đời? Đúng rồi. Ủa sao tao đời thứ năm tao vẫn còn mạt nè? Thì bỏ vậy. Ông cho tôi ăn là mạt luôn, hết kiếp nhà ông luôn á. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà quả nói sao, ăn một trái thôi hả? Ăn một trái, only, only one. Hứa rồi nha. Hứa. Khế ơi, chấp nhận mất một trái khế ơi. Quả, quả, quả. Only you. Ê, ê, đừng có rung. Only you. Nhỏ quá, ăn không có đà. Trời ơi. Only you. Ăn nó không ngon. Only you. Ăn trái này ngon nè. Gia tài của tôi.
Thì cha đi giờ đói quá rồi mà cứ khóc vậy rồi sao ta ăn được? Bởi vì thôi ta ăn lại. Trời ơi, khóc nó cũng ăn luôn rồi. Con này cũng quá, nó ác quá thì ác luôn. Trời ơi. Trời ơi, quá. Biểu coi, lại đây biểu. À là mày ăn đúng một trái rồi hả? Ăn đúng một trái rồi. Trời ơi, xong rồi con là trời ơi. Nó ơi. Trời ơi, tàn nát khế của tôi. Nè, nó nghe nè. Nó khóc kìa, nó lượn ngay nó rác kìa. Nè, dân gian loài quạ của ta có truyền thuyết là ăn một quả khế trả một cục vàng, may tới ba gan mang theo mà đừng quá. Mà đừng có xạo. Quá. Ê quả mà xạo hơn người luôn nha mày. Cái chuyện đó là chuyện truyền thuyết, bây giờ làm gì có cái chuyện đó. Có thiệt nha. Có thiệt không? Có thiệt. Vàng đâu? Giờ không có. Chút xíu nữa mới có. Giờ không có. Ừ, chút xíu nữa. Đợi chút đi. Nó ăn vô, xong nó nói chút xíu. Thôi nghỉ nghỉ nghỉ, khỏi cần luôn. Khỏi cần vàng luôn. Ủa sao vậy? Ê, mày nghĩ sao vậy? Mày ăn cho đã vô xong chút mày làm ra một bãi rồi bắt tao dọn dẹp vệ sinh nữa. Ông nội ơi, cái đó không phải. Trời ơi, nghĩ sao mà tôi cho cái vàng đó vậy trời. Tôi cho thỏi vàng thiệt luôn. Vàng thiệt luôn hả? Vàng thiệt luôn. Ê quả thiệt luôn hả? Thiệt luôn. Vậy là tao giàu rồi phải không? Giàu rồi. Khỏi mày túi ba gan luôn. Túi này đựng vàng vậy là đủ giàu rồi. Ôi đây đúng là người đàn ông chân thật quý vị ơi. Ta nói mày túi ba gan ông mang cái bịch ni lông đi chợ về nè. Trời ơi dễ thương quá, thôi cất vô đi rồi ta đưa đi lấy vàng. Đi liền. Tao. Cái gì? Mới khen đâu cái té hèn à. Thứ gì mà nghe tới vàng cái nổi cái máu tham lên liền à. Từ từ đi. Biết cái nội quy chuyến bay chưa? Nội quy làm sao? Chích Covid chưa? À chích rồi. Chích 4 mũi luôn. Trời chi chích như 4 mũi vậy ông nội? Không phải, sợ chết lắm. 3 mũi Covid với 1 mũi blue luôn, làm luôn. Ờ vậy hả? Chết luôn hết rồi hả? Hết rồi. Thôi được rồi, ngồi đó đi. À ngồi. Nghe rồi đó, vàng cái lanh danh liền à. Vàng mà ai không khoái. Ứ gì tham lam cái ớn luôn à. Mới khen nó cái rỡ mặt liền à. Quả hãng hàng không Chim Quà Airlines xin kính chào quý khách. Để đảm bảo cho chuyến bay được an toàn, xin quý khách thực hiện những nội quy như sau. Không được hút thuốc trên máy bay vì khi tàn lửa rớt xuống có thể làm cháy lông chim dẫn đến bỏng chim. Trên chuyến bay yêu cầu tắt điện thoại, tuyệt đối không được để chế độ rung vì khi chế độ rung có thể làm chim co giật và rung liên hồi. Trong chuyến bay yêu cầu quý khách không được để ý quan sát những loài chim xung quanh, nhất là chim đực. Vì khi như vậy, chim cái có thể mê trai hủy chuyến bay. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị không được dạch lông chim để tìm lộ thoát hiểm. Nếu trong chuyến bay có điều gì bất cấp xảy ra, quý khách không cần lấy áo phao hay mặt nạ túi dưỡng khí, chỉ cần lấy mặt nạ đắp dưỡng da cho thiệt đẹp để về chầu ông bà ông già. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng cho chuyến bay hãng hàng không Chim Quà Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay xa thật thanh thản. Bon. Khách đâu rồi? Ủa khách đi đâu rồi khách ơi? Nó đi công chuyện rồi. Ôi khách ơi ra đây đi khách. Trời ơi nghĩ sao vậy? Trời ơi, chưa... Cái gì đâu vậy? Chưa bay mà gặp ông bà ông giải rồi chúc chuyến đi xa thanh thản. Trời ông nội tôi cũng không dám đi nữa. Ta nói giỡn chơi vậy thôi chứ ta bay mấy chuyến nào cũng an toàn hết trơn à. Thiệt không? Thiệt. Vậy đi liền phải không? Trời đi liền đi. Ừ. Vậy leo lên hả? Ừ, leo lên. Dạp xuống. Cái gì vậy? Ta đã nói rồi không có được sử dụng cái điện thoại mà tại sao lên đây rung mà bóp cổ ta ngợp thở rồi sao ta bay? Không phải điện thoại rung mà tôi rung, sợ chết. Trời ơi, ông nội ơi, ông sợ chết, ông bay làm chi thôi, ông leo lên đi. Leo lên đi. Leo lên hả? Leo lên ngược, hả? Ông ngồi ngược lại để khỏi bóp cổ tôi chết ngắt giữa đường nè. Vậy đó hả? Rồi, nắm cho tôi cho chặt nha. Rồi. Nha, mà đừng có sợ nha, bình tĩnh nè, để tôi bay nè. Rồi, bay nè. đi. Đó, bay. Ôi, mày. Đó, thấy không? Bay nó bay qua mặt tôi. Bay không? Ơi, nó bay qua mặt. Bay nó nhẹ nhàng vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Gió, chuyến bay nào mà bay nhẹ nhàng như vậy không trời. Trời ơi lạng. Trời ơi.
Không nhận bay đã thì đó, thấy không? Bay nhẹ không? Nhẹ quá. Bay nhẹ, bay nhẹ. Ủa sao ông bay với tôi ông nội? Tôi đang bay đây. Trời ơi, ông tỉnh mộng giùm tôi cái đi. Cái thứ gì người ta bay nãy giờ không có bay chung gì hết trơn rồi. Để ta bay mình ta lạc lõng quá à. Đứa nào chơi mất dạy vậy bay? Tôi á. Hả? Trời ơi, bay mà không có hợp, không có tác hợp gì hết trơn sao bay được. Chứ giờ sao? Leo lên chuyến bay. Ngồi ngược lại. Rồi thôi đi đi vậy đi, cho anh chắc an toàn đi. Vậy đi. Rồi. Bye. 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 Tới rồi. Bịch. Hả? Rớt cái gì vậy? Máy bay ta vừa đáp cánh đó. Trời ơi. Nó đáp tưởng mà rớt cái gì không? Ủa tới chưa? Tới rồi. Đảo đâu? Thì đây nè. Đảo nè. Đây hả? Ừ. Ủa nhà ta bên đường. Băng qua đây vùng binh. Ủa rồi đảo đâu? Thì đảo vòng là tới đó. Trời ơi. Cho con quỷ quạ này không giết nó không được rồi. Hồi nãy ông nói tao đi bộ quá. Cho bắt nó lên chứ. Rồi tim ông muốn rụng luôn à. Ta làm gì cho nó kịch tính đó mà. Phải không? Rồi tới đảo. Ủa, vàng rồi đó. Vàng đâu? Vàng đâu? Trời ơi đâu phải muốn lấy vàng là dễ đâu. Phải từ từ. Sao? Phải gặp chúa đảo mới lấy được vàng. Hả? Có chúa đảo luôn hả? Có chúa đảo luôn. Chắc chúa đảo ghê lắm. Một mắt một giò đúng không? Không có. Bà chúa đảo này dễ thương lắm. Vậy hả? Ừ. Bà chúa đảo ơi, có khách? Không có ở nhà, đi về cái sân rồi. Hả? Bà chúa đảo ơi, có trai đẹp đến? Ra liền. Trời ơi. Lên lóc nhà là bắt quả già. Lên đánh em ơi, lên. Lên nóc nhà là bắt quả già. Lên nóc nhà là bắt quả già. Trời ơi, tôi sắp leo lên tới nóc nhà, tôi bắt được quả già là cái nó tắt nhạc cho tôi tuột mút luôn. Thiệt tình vậy đó hả? Ai đây? Ủa ai vậy? Ta xin tự giới thiệu, ta là bà Cố Quạ. Ngươi là ai? Dạ con là con cháu của bà chú Quạ nè. Gì? Mày là con Quạ? Đúng rồi, ta là con Quạ. Trời sao nó như con quỷ vậy trời. Trời đất ơi, con Quạ gì ta không có tin. Ngươi là con Quạ hả? Đúng rồi, ta là con Quạ nè. Mày làm gì vậy? Dạ con phải bay gì cho nó biết là loài Quạ. Tao thấy ông giống Quạ, giống chim cánh cụt á. Làm vậy chi cho mệt vậy con? Dạ. Trời đất ơi, đây nè, đâu làm gì đâu. Dạ. Đó, đây nè, đó cánh nè, đó lông nè, đó nhìn nè, đó nhìn là biết bà quạ già rồi, thấy chưa? À. Dạ. Mày là quạ nào? Dạ, con là quạ con cháu nè. Trời ơi, dòng họ nhà tôi một bầy quạ, mỗi một ngày nó đẻ ra một bầy. Trời ơi, 2000 năm nay biết bao nhiêu con, biết con nào là con nào? Trời ơi là trời, nguyên cái tuổi thanh xuân của em đó mấy anh mấy chị. Là em ở nhà em ấp trứng không đó. Thôi. Ê bà chú Quạ. À mày là con Quạ ngu đúng không? Dạ đúng rồi, con là con Quạ ngu nè. À mày tới làm gì vậy? Dạ con tới đây con xin vàng. Mày ăn khế của người ta nữa đúng không? Dạ đúng rồi, ăn khế trả vàng. Ăn khế trả vàng? Dạ. Thì cái đám cháu của tụi nó bay khắp nơi, cái nó ăn khế, mỗi lần nó ăn cái nó ăn khế trả vàng, ăn khế trả vàng, mấy túi ba ghen mang theo mà đường. Chúng là đây hốt cái trơn vàng, không còn cục nào hết trơn trời. Giờ tao còn cái hầm kìa, mày kêu xe tới mày hút luôn đi. Rồi. Con quỷ. Dạ. Trời ơi, bay đi ăn vàng, ăn vàng. Dạ trời. Bà đã nói rồi, chừng nào đứa nào có chồng có vợ mới có của hồi môn, hiểu chưa? Rồi con không thể nào lấy chồng được. Mày kiếm ai mày lấy đại đi, mày lấy này nè. Hả? Con người sao lấy? Hả? Muốn có vàng đúng không? Đúng rồi. Vậy cưới cháu của bà đi rồi bà cho vàng. Thôi không được đâu. Tự nhiên người đi cưới thú. Trời ơi, tình người kiếp thú dễ thương lắm. Cái gì? Mà không được. Lỡ đám cưới rồi cái ngày đám cưới cái ca sĩ lên hát. Bây giờ hát tiếng người thì quạ không nghe được, mà hát tiếng quạ người đâu nghe được. Thì hát song ngữ con. Có không? Ừ. Mày thích bài gì mày hát đại đi, tao làm cho coi nè. Phải không? Hả? Thử nha. Ừ. Em ơi có bao nhiêu? Qua 20 năm đầu. Qua 20 năm sau. Qua. Trời ơi, nghe quạ hát xong muốn quạo luôn vậy đó trời. Ta nói rồi, có vợ có chồng ta mới cho của, nghe chưa? Kỳ dạ. Mỏi ghê. Ha, bị gì vậy? Điện thoại.
Trò quả cũng có điện thoại nữa hả? Có, điện thoại cảm ứng. Ồ, có alo, cảm ứng anh tới rồi hả? Ừ, vô đi anh. Trời ơi, à, có mày tôi sáu gàng không? Vô đi, vô đây đi anh. Trời ơi, anh tặng quà cho em hả? Để em coi cái gì nha anh. Cái gì vậy, lấy ra cho em đi anh. Ôi cái gì trắng trắng dễ thương quá vậy. Ôi, ôi trời đất ơi. Hả? Trời ơi. Máy giũa iChell. Trời sao em thích, em thích quá trời à. Ôi, mỗi ngày em sẽ giũa móng nè ha. Xong rồi cái em giũa nanh. Em thấy ai tánh mà cạch giỡn á, em giũa luôn cái tánh. Em thích lắm trời. Còn gì nữa không anh? Wow, trời ơi, cái này là làm mịn móng nè. Còn cái này làm bóng móng đúng không anh? Trời em thích ai treo quá. Hai anh có mai túi sáo vàng chưa? Đi theo em, vô đây lấy vàng. Đi nào, trời ơi, ai treo, ai treo. Ta nói bởi vậy hả? Ta nói cái đảo này mất hết vàng là do bà chú ngoại tôi đó. Bà mê trai lắm, có trai nữa là bà cho vàng hết trơn. Con cháu đâu lấy được cái gì của bà đâu. Bỏ gì thiệt tình luôn á. Rồi rồi rồi, vàng đâu trả tôi. Ôi. Hả? Thì từ từ có liền nè. Yên tâm đi. Vàng. Ai có vàng không? Hả? Cái gì vậy? Vàng. Vàng không? Hả? Có ai có vàng không? Chào chị. Gì? Chị bán vàng hả? Chị bán vàng gì vậy? Chị giới thiệu với em đi. Vàng 24 mua không? À 24 cao giá lắm em mua được. Chị có vàng gì thấp thấp hơn không? Thì tao có vàng 18, 14. Mày muốn vàng mười mấy? Dạ em muốn vàng 15 không gram tường tiên đá cú. Ra tao biểu nè. Dạ. Nè, đi qua góc bên kia kìa. Cái vàng karaoke kìa. Mua ngay nghe không? Nếu không mua được cái vàng karaoke á, dở về đây. Mày có tin tao cắt hai cái chân mày luôn đi không hả? Quả ơi, mày nghẹo chứ nghẹo hoài vậy. Dạ. Ngu. Dạ dạ. Wow. Dạ chị ơi chị. Em vẫn chơi chị thôi. Chứ thật sự em không có tiền mua vàng. Chị có bán hột sàn không? Quả nó nặng. Quả này nó lạ lùng á, khác người ghê vậy đó. Dạ. Mua vàng thì không có tiền mà mua hột sàn. Hột sàn thì chị đầy. Vậy em hả? Muốn mua mấy ly? Dạ chị cho em 3 ly sinh tố bơ đi. Gì mày? Để em viết nó cho chị. Trời mày ngu quá quả ơi. Tao mà không bóp cổ bà viết mày rồi đó. Rồi em viết nó rồi đó chị. Dạ chị, em giỡn chơi. Em giỡn mày chơi đó nha mày. Dạ. Mày hên là tao bán vàng chứ tếu mà tao mà bán hòm á nha. Là chị sao? Tao cho mày vô hòm luôn chứ chị. Còn nếu chị bán đất thì sao? Tao chôn mày luôn. Còn nếu chị bán lựu đạn thì sao? Tao nổ banh xác mày. Trời ơi, cái xác mà nó banh ra mà đi gom từng cái miếng vụn xác rồi gớm lắm luôn á. Cũng biết hả? Dạ. Qua bỏ đi. Hả? Tao ướt quần rồi. Cái gì mà nhát vậy, đi qua chỗ kia đứng đi để tôi qua tôi nói chuyện với chị nè. Chị bán vàng, em vẫn chơi với chị thôi chứ thật ra hôm nay em dắt mối dẫn khách lại cho chị. Rồi cái anh này ảnh mua vàng mà ảnh hiền lành, mà ảnh chân chất, mà ảnh thật thà mà bị cái anh xấu quá. À. Xấu quá. Dạ. Chị thích. Hả? Trời cái gu chị lạ lùng quá vậy. Cái gu độc quá vậy. Mà chị biết không, ảnh xấu mà ảnh còn nghèo nữa chị. Người ta nghèo là nghèo rớt mồng tơi, ảnh là không có cái mồng cái tơi để mà rớt luôn. Ủa chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Nghèo rớt mồng tơi lấy gì tiền đâu mua vàng mày? À, không, ảnh vẫn mua được, tại vì ảnh xấu ảnh là ảnh vẫn mua được cái chị. Chị em nói chị nghe nè. Chị ảnh nghèo đó, chị bán giá vốn cho ảnh nha, đừng lấy lời nha. Nha. Mà lúc chị bán xong chị nhớ chia cho em 20% tiền hoa hồng nha. Chị kiếm gì vậy chị? Kiếm súng. Hả? Thôi chị để em thối lại 20% ngược lại cho chị nha. Trời ơi, sợ quá. Trời quá. Hả? Mày ghẹo chi vậy? Bây giờ tao không dám gặp bả luôn á. Tao không dám tới gần luôn á. Vô gặp đi. Về. Đứng lại. Đi lại đây. Đứng lại kìa. Đứa nào không có phận sự đi ra chỗ khác. Đi không tôi không có phận sự tôi đi à. Ở đây luôn đi. Không, tôi đi. Thôi mà. Ông vô đi. Trời ơi. Nè. Bỏ tiền. Bỏ rồi. Tao nói mày bỏ ra. Rồi bỏ hết rồi. Mày quay ra đây trình tao nè. Quay rồi. Chờ quay lưng là sao? Vàng.
làm gì? Bông. Ô chàng đã được đặt cạnh nàng như lời xưa hẹn Anh. Hả? Sao nhạc đang buồn mà anh vui dữ vậy? Đâu có vui. Anh đang kiếm cái gì anh chọi chết bà ăn quà này không? Ôi, trời ơi, người ta đang lãng mạn làm lãng xẹt à. Anh ơi, muôn thú là loài, mình phải yêu thương, mình phải nâng niu chiều chuộng, bảo vệ nó. Anh để cho em nha. Đúng. Cái gì vậy? Em bắn chỉ thiên thôi. Cảnh cáo á hả? Ồ. Hết hồn. Chị cảnh cáo thôi mà chết chim bạn em luôn nè chị. Thấy không? Anh chết mà chết không có thiên đó, anh còn kêu chết oan. Chết oan, thấy không? Mày có tin là chút này mày cũng nói hai câu đó luôn không? Không có. Em nghe lại rồi anh kêu bé ngoan. Bé ngoan. Trời ơi. Giang. Bóng. Trời ơi, bao nhiêu năm mới gặp lại em. Bao nhiêu năm anh đi đâu mất tiêu à. Em tìm anh gần chết luôn vậy á. Thì cha mẹ em ngăn cấm, xong rồi hẹn nhau ngoài bờ đê đó để bỏ nhà đi. Anh ra đó 2 năm trời mà em không ra, cái anh làm cái lều nào đó thêm cả chục năm ở đó nữa. Lều của anh là cái lều bên góc kia mà sập sệ vậy đó hả? Đó đó. Vậy sao anh không qua mua vàng của em? Trời ơi, sốc ghê không? Rồi cái lều sập sệ không có ăn đi mua vàng. Nhưng mà sao anh không tìm em mà không chịu? Có hôm đó là anh coi như là dùng hết can đảm đi qua gặp em. Anh vừa mới thò chân xuống đường. Rồi có thằng khốn nạn nào nó chạy chiếc xe lam màu vàng, nó cán ngang gãy lìa cái chân anh luôn. Hả? Chiếc xe lam màu vàng? Đúng rồi. Xe của ba em. Trời, ba em á hả? Trời, hoàng già quá. Xong đó mấy tháng trời nằm bệnh viện, anh lành được cái chân rồi. Anh quyết định qua gặp em nữa. Anh thò cái chân xuống đường. Có hai con mệt rê đó, cái ra cắn muốn lọi tay anh luôn à. Hả? Hai con mệt rê? Đúng rồi. Chó em nuôi á. Cũng có em luôn. Sao mỗi lần anh tới với em là toàn là tai họa không à. Tội nghiệp anh ơi. Quá à. Thôi anh yên tâm đi, em sẽ dùng hết cuộc đời của em để lo cho anh. Vàng của em sẽ là vàng của anh. Anh không cần vàng. Ngu dữ mày. Dạ. Vàng mà không cần cần gì, cũng lẽ cặp đất ăn. Không có, ý đó là anh cần em thôi là đủ rồi. Nói vậy được. Trời ơi, mừng quá. Thôi mình đi đi anh. Đi đâu? Đi động phòng. Đi động phòng. Ừ. Trời, bứng rồi. Đi anh ơi, đi anh ơi, đi đi liền, đi liền. Đi. Ủa chị ơi, chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Trời ơi, chị đi động phòng em. Trời ơi, chị ơi, chị quyết định có vội vã quá không? Cái gì mà vội vã, 20 năm chờ đợi rồi, chị phải bung xóa thôi. Trời ơi, đây, chìa khóa phòng khách sạn em mới mướn cho chị đó. Chị cầm chị đi liền đi. Trời ơi, không thì người ta tính thêm tiền. Đi lẻ đi chị. Em. Đi anh ơi, đi em. Đi em, trời, nồn quá, nồn quá. Mấy chục năm rồi. Trời ơi, đã quá. Cuối cùng chàng trai cũng đã lấy được vàng. Không những lấy được vàng mà lấy được cái ngàn vàng. Cuộc sống họ thật là hạnh phúc. Câu chuyện kết thúc thiệt là có hậu. Trời ơi, ai bắn tôi vậy trời, ai bắn vậy? Chị bắn súng ăn mừng đó em. Trời ơi, chị bắn súng ăn mừng làm hết rồi mà. Em ơi, sao em bắn có bông như người anh vậy? Mỗi lần tới với em toàn là tai họa không à. Nhưng mà không sao, anh vượt qua hết, đến với em là được rồi. Trải qua bao nhiêu sóng gió và tai nạn khó khăn, cuối cùng họ vẫn bên nhau mãi mãi. Câu chuyện thật là có hậu. Trời ơi, không có hậu đâu. Nó không có chịu lấy vàng. Nó đòi nướng bà nè con ơi. Ôi, quay đã luôn đi. Thứ bên trai à. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Làm gì như nách bố vậy? Trời sợ quá, hôm bữa dọn cơm trễ có 5 phút mà anh chửi con nửa tiếng. Xong xuôi hết rồi đó, bưng lên đi. Dạ, tuân lệnh mẹ. Trời ạ. Mày làm gì ẻo qua ẻo lại vậy? Dọn cơm cho chồng ăn mà làm cái là dọn cho vua Càn Long ăn bằng.
Thì đó, mình phải dọn vậy cho nó có ra vẻ cung đình. Má biết không, con phải dọn vậy làm cho người ăn người ta cũng thoải mái. Thí dụ mì mà cọng nó dài, nó dai, người ta không cần nhai, nó nuốt luôn mà cũng không bị mắc cổ. Tao đầu mày quá mày ơi. Sao vậy? Hồi còn ở Việt Nam á, dạ? Mày ở Sa Cảng bán trà đá. Trời ơi. Mày nổi tiếng là dữ chằn nhất ở đó. Tuần nào tháng nào cũng có người mướn mày đi đánh vẹt. Trời ơi. Vậy mà qua bên đây cái tự nhiên cái đổi tánh nết ngang xương. Chồng gì đè đầu bóp cổ mày cũng im lặng. Nhiều khi á tao nói thiệt mày, tao thấy tao tức ói máu luôn. Thôi mà máu có nhiêu mày đặt ói chi để dành sạch. Bỏ này. Không có, con lo cho sức khỏe của má. Tại con thấy má ốm mà ra nguy hiểm lắm. Má ơi, nhưng mà má dạy con bộ má quên hả? Má nói gì nè con ơi, nếu mà lấy chồng phải làm dâu hiền vợ thảo, thì chồng con bắt nạt con chút xíu có sao đâu má. Trời, chút xíu nói làm gì? Đằng này tối ngày nó cứ la mày, nó cứ nạt nộ mày hoài ha. Có mặt tao mà nó có nể gì đâu. Riết rồi nó coi mày giống như là con ở vậy đó. Mà nó coi mày như con ở cũng sao, ngặt nổi là nó coi tao như má con ở. Thì đúng rồi, nếu mà con là con ở thì má là má con, thì má má con ở chứ không lẽ má của tổng thống. Mày còn bên đó nữa hả? Dạ không có, tại con thật lòng lắm, con nghĩ sao con nói vậy à. Má ơi thôi mà, má đừng có buồn mà. Má má không nghe người ta thường nói sao? Nói vậy. Người ta nói vậy nè: cây quýt trồng ở Giang Đông thì ngọt, mà mang qua Giang Nam thì nó lợi chua lè. Tao nghe mày hát cái tao thèm me quá trời ơi, chua thiệt á. Nói không được sao là bài, đã hát hát làm gì? Con hát đi, con vuốt giận má mà. Má ơi, cũng giống như má nói con á, lúc sống ở Việt Nam con dữ như con cọp phải không? Chứ còn gì nữa. Cái tự nhiên qua đây cái con đổi con hiền như ma sơ vậy đó. Má chứ không lẽ má muốn bên kia con đánh ghen mướn, qua đây con làm trùm băng đảng làm sao? Trời ơi, con thay đổi được vậy má phải mừng chứ sao má cứ buồn quỳ vậy? Không buồn sao được. Ôi dạ. Phải chi chồng của mày á, nó trẻ, nó đẹp trai, nó có tài đấy, thì tao nói làm gì. Nói hoài. Đó mày coi đó. Ừ. Trời ơi, nó già cốc khu đế rồi. Lấy tao này còn già chứ đừng nói chi lấy mày. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Con nhận má nói con mới nhớ nha. Lúc đó con giận lúc ổng mới Việt Kiều về nước đó. Trời ơi, cái người diện nhất là má nè nha. Trời ơi, sao má đi bông quất cái đầu bung dễ sợ luôn, bung mấy lợn luôn. Trời ơi, cái mau quất đỏ, đỏ chói đỏ mà giống như người ta quánh 8 năm mà nó chưa phai màu vậy đó. Trời ơi, cái mang đôi quất đi toàn then, sao ổng vô, ổng chào má, cái anh cha lật kèo cho cưới con. Cái tự nhiên hai má con thành tình địch với nhau. Bởi vậy tao mới tới. Thôi thôi mà tức chi, tình địch của má cũng là con gái của má, cứ coi như là tình má mài duyên con đi. Mày nhắc á tao mới nhớ. Của đời muôn sự xài chung mà. Bây giờ mày nghe tao nói đây nè. Nói đây. Mày có nhớ không? Dạ. Hồi lúc mà tao thấy làm lạ nha. Sao? Phải chi chồng già vợ trẻ theo lẽ nó sợ mày chứ sao mày sợ nó. Trời ơi, ảnh vậy mà già gì má? Sao không già? Hơn má có 6 tuổi chứ nhiêu mà già. Mày nói, tao nhớ lại hồi lúc về Việt Nam nó hỏi cưới mày. Sao má? Lúc đó tao hỏi nó nhiêu tuổi. Dạ. Nó nói 65, tao mừng quá tao mới gả mày cho nó. Tới chừng về ở cái lòi ra nó mới có 60 à. 60 còn khỏe quá. Ý nói vậy là sao? Thì chừng nào mày lấy chồng khác được. Trời đất ơi. Trời ơi, định nữa hả? Nhưng mà yên tâm đi, trời ơi con nói má nghe, ổng nhiều thứ bệnh lắm. Ông này sống không có lâu đâu, con nghĩ không có qua nổi con trăng này, con nói thiệt. Nhưng mà Mai à, bây giờ á tao quen miệng rồi đó. Dạ. Chứ còn hồi lúc mà mới cưới về tao nói thiệt mày, mỗi lần nói chuyện với nó. Dạ. Nó kêu tao má. Dạ. Tao kêu lại bằng con. Trời ơi, tao nói thiệt, gai ốc tao nó nổi cùng người. Không sao đâu, gai mà nó nổi lần đó rồi nó gãy mai mốt không còn gai đâu nữa nổi. Mày nghĩ coi, tao thua nó 6 tuổi mà nó kêu tao bằng má. Dạ. Tao tổn thọ quá Mai ơi. Có gì đâu tổn thọ, con nói má nghe, cưới vợ trẻ thì người ta mới chịu khó người ta về Việt Nam. Ừ. Chứ trời đất ơi, cưới vợ già rồi điên chi cho tốn tiền vé máy bay. Ôi. Con nói má hỏi hết mấy ông này đi về bển là toàn là quốc trẻ trẻ không à. Cháu đem lớn tuổi qua đây tốn tiền thuốc thêm chứ làm gì. Nhưng mà theo lẽ đó, vậy. Cưới vợ trẻ thì phải cưng yêu, phải chiều chuộng vợ chứ. Dạ. Đâu có quyền ngạt ngộ. Còn nên biết cái xứ Mỹ này đó. Dạ. Là cái xứ tôn trọng nhân quyền. Ừ. Chồng chúa vợ tôi á. Ừ. Là vi phạm nhân quyền. Biết rồi. Phải không? Dạ. Nè. Dạ. Con biết không, má qua nhà mấy người bạn má chơi. Dạ. Má thấy nhà nào cũng vậy hết á. Ờ. Con biết. Nè, hễ mà vợ nấu cơm á. Dạ. Thì chồng rửa chén. À.
mà vợ giặt đồ á thì chồng lau nhà, mà ấy hãy vợ đi casino á thì chồng đi nhảy đầm. Vậy nếu mà chồng bán nhà thì vợ lo mù đi. Nói vậy làm sao? Bị vợ đi đánh bài mà chồng còn đi nhảy đầm thì tan quan thôi, bán bà nó đi chứ tao nhà băng mù đi cũng vậy. Không phải, ý của tao nói là chia sẻ cái công việc nhà với nhau. Ai con hiểu rồi, tại má nói không có rõ đó, tự nhiên hai chồng ăn chơi hết không được đâu. Chỉ có cái nhà này là khác với người ta hả? Sao khác vợ? Thấy vợ nấu cơm á thì chồng ngồi coi phim bộ, mà vợ lau nhà cái nó leo lên giường nó nằm ngủ, không có công bằng, phải dùng lên. Má kêu dùng lên mà con gặp mặt chả con xẹp mẹ nó rồi. Xẹp cái gì? Mặt không thấy ghê quá. Mai à, con phải nhớ gia đình của mình á là gia đình gia phong lễ giáo. Dạ. Có truyền thống lâu đời. Dạ. Không có thể để người ta coi thường được. Gia đình mình chuyên bán trà đá với truyền thống gì má? Cái cô nhỏ này, truyền thống của nhà mình á là từ thời ông cố nội để lại. Đâu xa quá. Có nghĩa là sao? Đàn bà phải nắm quyền trong gia đình. Ờ. Nam hiền nữ dữ. Dạ. Nhớ đừng để mất mặt dòng họ nghe chưa? Con biết rồi mà, ông cố nội chết lâu quá rồi không biết ai nhớ không. Mày sao? Sao đâu. Má nhưng bây giờ má kêu con dùng lên là bằng cách làm sao? Bây giờ mày không cần bưng cơm rót nước hầu hạ gì cho nó hết. Không được đâu. Sao vậy? Dạ. Sao không được? Ừ. Nè, nó đi làm về có đói bụng hả? Tự xuống bếp lấy đoạn ràng. Không được đâu. Sao không được? Nó nói ngang mày cãi lại liền. Này không được đâu. Tao nói được. Nói được, nói tiếp đi. Nó đó, nó mà nói mày cái gì đó. Được rồi, có tao nè. Dạ. Tao xử nó, mày đừng có lo. Trời ơi, cái này... Tao cái gì tao cũng làm được hết. Chửi nhau, đánh nhau, tao với mày xử nó luôn. Này làm không được đâu. Tao làm được. Tại con biết mà. Con biết má con giỏi lắm, cái gì cũng làm được hết trơn á. Mà má ơi, con nói má nghe nè. Má giận má nói vậy thôi. Ừ. Chứ cái câu mà má dạy con á là tam tòng tứ đức tiết hạnh khả phong, con đâu có quên được hả má? Còn đến tiết hạnh khả phong mà con có hiểu nghĩa đó không? Không. Không biết. Thì tại vì má nói mà chưa giải thích. Nghe má giải thích nè con. Dạ. Tiết hạnh khả phong có nghĩa là chồng chết mà mày ở giá suốt đời. À. Không có tái giá, không có mê trai, không có đi lấy chồng khác mới gọi là tiết hạnh khả phong. Biết rồi. Chồng mày còn sống lù lù đó mà tiết hạnh gì? Dạ. Tiết canh thì có. Chồng con thích tiết canh lắm, chiều nay mình làm cho anh ăn được không? Cái kệ đó. Quên. Bị lộn, bị lo cho chồng riết bị liệu. Nhưng má đây. Sao? Má mới là tiết hạnh khả phong. Trời ơi. Con có nhớ hồi lúc ba con chết á, má được nhiêu không? Không. 20. Đúng rồi, lúc đó cũng không biết, bị má nói là ba chết lúc con còn nằm trong bụng má. Ờ, tao quên ha. Dạ. Con coi đó. Má ưa quên lắm. Má già cả rồi hay vậy. Con nhớ không, lúc ba con chết má mới có 20. Dạ. Vậy mà má ở vậy tới giờ. Ồ. Phải chi mà cái thời trước đó. Dạ. Là vua đã ban cho má 4 chữ tiết hạnh khả phong rồi đó con. Trời ơi, công nhận vua có mắt ghê mà bị ông chết lâu quá rồi ông ai không má. Cái con này. Má. Mày chấm tao hoài ha. Yên tâm đi, con sẽ phong cho má, con biết mà. Mà má ở lúc đó má có kể con nghe là má có mấy ông kép ở Phú Lâm phong má. Ờ. Để ông quen sao rồi dần lên đá xuống lừa qua suốt lại mấy ông chả bỏ má hết phải không? Vậy là ế chứ đâu phải cố tình ở giá. Ờ. Mày đó nha. Thành ra bốn chữ đó lấy lại chứ sao đưa được. Thì có kép, có kép. Nhưng mà miễn mình giấu kín không ai biết thì thôi. Trời đất ơi, trời. Dạ. Dạ. Má nhắc lại từ bữa nay. Dạ. Mày không có thể để cho nó áp bức được. Phải dùng lên biết chưa? Nhớ chưa? Không biết rồi, con sẽ răng nhích lên chút. Tao biểu mày dùng lên chứ gì mà nhích. Mày dùng không được, nhích một chút còn đỡ hơn không nhích. Phải dứt khoát. Dạ. Dứt khoát nhớ chưa? Rồi. Nó mà cà chớn hả? Tao bỏ nó đi lấy thằng khác. Trời ơi, nó nói gì? Hả? Ủa không phải, mày quên. Mày bỏ nó đi lấy thằng khác. Trời ơi, quên. Má ưa lộn chết người lắm á. Đã lộn chỗ đó là mất tình mẹ con á. Bây giờ tao cứ thương thì thương chứ mấy cái đó không động được á. Chết rồi má ơi, chết về rồi kìa má ơi, trời bây giờ sao má chung má ơi làm gì vậy mày? Giờ dòng cơm hả? Hồi nãy tao mới dặn mày cái gì dùng lên. Nhớ rồi, không có để cho ảnh cởi đè đầu cởi cổ được. Ta phải dùng lên sau chuyện này, ta phải dùng lên. Tôi nói thiệt với anh à, tôi nói thiệt với anh. Anh về. Anh dạ thưa anh, đi làm mới về. Trời mày. Dạ đúng rồi, em rất thích đang thích mà anh ơi, anh làm về chắc đói bụng em dọn cơm anh ăn ha.
Trời ơi, con gặp mặt ổng rồi con quýnh nó đây. Anh ơi, ngồi anh ơi, ngồi anh ơi. Tới giờ ăn cơm rồi, chồng về là phải có cơm liền cho chồng thôi. Mà mình ăn uống là mình phải kỹ lưỡng thôi đó. Bà làm cái gì á? Lộn lộn, cái này phải thả xuống đây một chút. Bịch lên cho anh ta tưởng sắp bị xử bắn. Anh ơi, đùa đó, vợ là phải chăm sóc như vậy đó. Là phải kỹ lưỡng đó. Má, gì vậy má? Má ngồi đi má. Thôi, bữa nay nực quá, ăn uống gì cũng vô. Nực quá sao má không đi tắm đi? Ờ đúng rồi, đi tắm đi má, nực tắm đi má. Con không có nói gì chứ nè. Nuôi nó mấy chục năm bán trà đá đi nuôi nó, đẻ ra vậy đó. Chưa bao giờ được nó hầu hạ một ngày như vậy. Con gái là con người ta, con dâu mới chính thực mẹ cha mua về. Má có con gái thì má biết một ngày nào đó nó phải đi nâng khăn rửa túi cho người khác mà. Thắc mắc làm chi má? Nâng cũng nâng vừa vừa thôi, nâng quá có bộ không được à. Dạ. Em nghe rồi. Không có miệng kêu hay sao làm gì lắc chuông. Làm với gia đình quý tộc lắm. Kệ kệ vậy cho vui má. Cái chị vậy vui lắm nè. Bữa ảnh vừa lắc xong cái mấy đứa qua nó mua cà rem con. À anh biết rồi. Anh muốn uống nước không? Nhìn là biết rồi. Đã. Anh ơi, uống bò hút với cô ca. Bò hút? Nhìn biết mặt rồi biết uống bò hút rồi. Bò hút riết bởi vì cái mặt cũng như. Anh cho em hỏi bò hút có khi nào giả không anh? Nói vậy là nghĩa là sao? Thì thấy vì thấy uống bò hút nhiều quá mà sao hút không có nổi. Nói vậy là nghĩa cái gì? Nghĩa cái gì? Đâu nghĩa? Cái vụ đó. Nói má nghe được má cười anh bây giờ. Tôi cấm cô không được nói cái chuyện bí mật quốc gia đại sự đó nghe chưa? Cái chừng đó. Thì hút không được thì em nói hút không được. Thì nào hút được mà em nói hút. Điên đi. Em biết rồi. Em mời anh dùng món ăn thứ nhất em dành tặng riêng anh. Ngon anh ha. Trời ơi là trời. Gì vậy anh? Cô biết tôi bị tiểu đường không? Dạ biết. Bị mỗi lần anh đi rít rung kiến nó bu quá trời. Cô biết như vậy phải không? Cô biết như vậy mà cô còn nấu đồ ăn ngọt như vậy sao? Muốn đậu độc tôi hả? Không. Sao nấu đồ ăn ngọt dữ vậy má? Nghĩ chắc má lỡ tay thôi anh. Em đổi món khác anh ha. Tại vì nhiều khi này ngọt quá, em nghĩ món này sẽ vừa miệng anh hơn. Cũng may á, có thủ sẵn cho ông Dục cho nó đũa đồ ăn. Thấy không? Vợ mà chu đáo là phải vậy. Ngon không anh? Đó. Cái nữa anh. Trời ơi là trời. Sao anh? Cô biết tôi bị cao máu không? Bây giờ nói mới biết nè. Hả? Cô biết tôi bị cao máu mà cô còn nấu đồ ăn mặn như thế này sao? Muốn giết thôi hả? Sao nấu đồ ăn chi mặn ấy? Anh ơi, em nghĩ chắc má lỡ chân. Ê quên rồi. Má lỡ tay, má bỏ muối nhiều nó hơi mặn. Anh ơi, anh ăn món này đi. Em nghĩ cái món này chắc là ngon hơn nè anh. Em cũng không có muốn làm phật lòng anh đâu. Dạ em mời anh. Không sao đâu, cũng còn. Anh mời mời xơi. Trời ơi là trời. Nữa hả? Cô biết tôi bị cholesterol mà đúng không? Bây giờ nói mới biết nè. Muốn lấy chồng khác thì cứ nói nha. Biết cholesterol mà còn làm lấu đồ ăn béo như thế này sao? Má bụng dư mỡ lắm sao bỏ. Em nghĩ chắc này chắc cũng lỡ tay gì á. Anh ơi, em nghĩ nhất quá tam nhì ba cái. Món thứ tư chắc vừa lòng anh hơn á. Không sao đây, em cũng còn cái. Chị này chắc được. À, anh ơi, đừng dùng cái này để em còn con đau hồi một á. Tôi cầm cho ông liền nữa không có đâu xài. Cô biết nó bị đau bao tử không? Dạ giờ nói mới biết nè. Hồ sơ bệnh một đống về vô đọc đi. Em đâu có biết tiếng Anh đâu mà đọc. Ở đây. Gì vậy anh? Nè, đó. Này gì?
Life Insurance đó, dạ. Bảo hiểm đó, lấy đi. Này là... Đừng có giết tôi bằng kiểu này. Nè, anh đưa cái like xin ăn này nè, nó nói đây. Tôi vô, tôi không biết tiếng Anh mà tôi cũng biết người ta nói cái đó là không có phải đâu. Xin ăn cái gì, trả lại người ta đi. Mà chả ma nơi ma, không có lấy đâu. Hả? Cô biết tôi bị đau bao tử mà cô nấu chua cay như thế này sao? Dẹp đi. Anh ơi, anh đừng có giận. Má ơi, con biết là công 9 tháng 10 ngày má nuôi con cực khổ lắm. Mà bị gì lấy chồng rồi phải theo phe bên chồng. Không phải con bán đứng má đâu, mà nếu con không nói một mình con chịu hết, con đâu có ngu. Anh ơi, đồ ăn này không có phải em nấu đâu. Ai nấu? Mami. Ừ, tôi không chối, tôi nấu đó rồi sao? Hả? Tuyệt thực luôn cho rồi đi. Mặn ngọt chua cay gì ăn cũng được thì tôi sống làm gì? Má để yên cho tôi dạy vợ tôi. Má đừng có xía vô. Tôi cảm ơn anh. Con của tôi dạy đủ rồi. Không có cần anh dạy nó. Anh lo cho cái thân của anh đi. Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Mỗi nhà nó đều có một cái luật lệ khác nhau. Má biết người đời người ta nói đó. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Má biết rồi thì má đừng có thắc mắc và đừng xía vô nữa. Má con tôi bắt lỗi anh thì thôi anh còn đòi dạy dỗ con gái tôi hả? Xin lỗi anh, tôi đâu có cần. Trời, nhưng mà tôi mà, anh muốn nói cái gì mà con của tôi là đã dạy giá đi qua đây. Trời, lên đây đó. Cái gì vậy Mai? Con xin lỗi tại vì con quýnh hết trơn rồi, con la sản chứ con không có la làng. Tại hai người làm con rối quá. Má ơi, em xin lỗi má. Hả? Con xin lỗi mình. Ây da, em xin lỗi anh quýnh hết rồi. Má ơi, má ơi, má thương con. Má ơi, anh già rồi, sống nay chết mai, lại đủ thứ bệnh ở trong người hết. Má ơi, má đừng la ảnh tội nghiệp. Hãy để cho anh ra đi một cách thanh thản. Mày để cho tao nói chuyện với nó. Nè, tôi hỏi anh, hồi đó về Việt Nam á, anh nói với má con tôi anh làm cái gì? Anh nhớ không? Giám đốc. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Dạ đúng rồi. Anh biết con Mai của tôi nè, con của tôi nó trẻ đẹp như vậy nè, nó đâu có quẩn đâu. Nó đang có người yêu, mà người yêu của nó đó là tài xế xe ôm. Trời ơi. Vậy đó mà nó bỏ người ta đó mà nó lấy anh. Tới chừng qua đây tưởng sao anh làm gì? Tài xế taxi. Má, má ơi, tài xế xe ôm mà lên được tài xế taxi là cũng nâng cấp lắm rồi má. Mày còn binh cho nó nữa hả? Trời ơi. Giám đốc hả? Tài xế thì nói đại tài xế đi, giám đốc cái gì? Việt kiều nổ mà. Việt kiều về Việt Nam mà không nổ thì về làm cái quái gì? Trời ơi. Nhưng mà có nổ để làm gì? Má biết chứ. Con nổ là vì con thương Mai, con thương má. Con muốn cho Mai và má nợ mặt nợ mày với làng trên xóm dưới. Đúng rồi anh ơi. Trời ơi, má nhớ hôm bữa mà ảnh nổ anh là giám đốc, má con mình nợ quá trời, má nhớ không? Trời ơi, mặt không phải nở thường anh ơi, mặt em với mặt má nở thì là thét lét luôn á. Trời ơi, nên đi ra đường hai má con nắng lắm mà đâu có đội nón đưa lên gì cho nó nở ra. Trời ơi, nó không nở mà một tuần sau nó đen như miên anh ơi. Mày à, Việt kiều như con nè, về bên Việt Nam đó, dạ, bị gài vào một cái thế phải nổ. Trời. Không muốn nổ mà cắn răng mà nổ. Mấy năm trước còn về Việt Nam thăm thân nhân bên đó, người bạn bè thân nhân hỏi con, ấy Nghĩa mày ở bên mày làm cái gì? Dạ. Mình trả lời thất tinh, nói ở bên đó chỉ làm công nhân bình thường trong nhà máy thôi. Họ phá lên họ cười. Dạ. Họ chỉ vô mặt con là nói cái đồ xạo. Dạ. Tại sao Việt kiều ở đấy ai về cũng làm giám đốc, sao còn mình mày làm công nhân bình thường là sao? À, biết rồi. Tự nhận mình làm công nhân bình thường ít lương để không có tiền cho quà thân nhân, cho tiền bạn bè chứ gì. Đồ xạo. Má thấy đi. Những thằng nói thiệt như con nè thì bị họ nói là nói xạo. Còn những thằng nói xạo thì họ lại tin là nói thật. Thế thôi, nổ, vô tư. Đúng rồi má ơi. Anh phải vào cái thế, anh phải vô tư nổ má ơi. Anh phải... Mày làm gì vậy Mai? Hả? Có làm gì á, không được thì thôi. Má, anh ơi, còn cái chuyện này em không biết nổ hay có thiệt á. Hồi lúc anh mới cưới em, anh nói vợ anh bị xe cán chết rồi, phải không? Đúng. Vậy sao giờ qua lâu lâu qua điện thoại tới phải chửi em đều đều á.
Mai à? Dạ. Em ra đường mà em kiếm một thằng đàn ông nào mà gặp cái đẹp không xạo anh chết liền. Cha bộ nó xạo đều hết anh. Nhưng mà xạo nó có nhiều loại xạo lắm. Dạ. Xạo mà lường gạt tiền, lường gạt tình của người ta, đó là cái xạo hạ cấp. Còn anh, dạ, anh chọn cái xạo cao cấp. Trời. Cái xạo cao cấp của anh là làm cho người yêu mình vui. Anh làm cho em vui lên thôi, em còn muốn đòi hỏi gì nữa. Dạ đâu, em đâu có dám đòi hỏi đâu. Em biết anh xạo cao cấp rồi, em đâu có nói gì nữa đâu. Anh ơi, em ái mộ anh quá, em thần tượng anh quá anh ơi. Không ngờ anh cái xạo mà. Ủa, anh Trang mới qua tới hả? Má, sao không khỏe không em? Em khỏe. Ngọn gió nào đưa tới đây vậy? Anh tự lái xe tới. Ừ, lâu quá. Dạ thưa ba, tiện đường đi làm về con ghé ngang con thăm ba. Dạ. Dạ con chào bác. Anh Trang kìa mắt. Dạ. Ngồi đó ăn cơm, cơm cháu. Cơm luôn. Wow. Gì? Bữa nay nhà mình đám dỗ sao nhiều đồ ăn vậy em? Người thường ăn á, dỗ quẩy gì. Ngày nào cũng làm vậy đó mà chê. Chê lên chê xuống không chịu ăn. Ai mà vô hậu dữ vậy trời. Thiệt tình. Trang. Dạ. Ra đâu bảo mày. Dạ thưa ba kêu con. Tao đẻ ra mày, tao đặt tên cho mày có vần có điệu đàng hoàng. Dạ. Hả? Tao tên Nghĩa, mày tên Trang. Cái khi nhắc đến Nghĩa Trang là người ta biết tao là bố mày. Dạ. Như vậy thì ơi, sao ông đặt Nghĩa Địa luôn đi cho có vần có điệu hơn. Má ơi, Nghĩa Địa, Nghĩa Trang nó cũng giống. Anh ơi em có ý kiến gì được không anh? Ví dụ hai chồng mình mai mốt có con ba thằng mình đặt Bình Hưng Hòa đi. Anh để làm cái gì? Là nhắc tới Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa là nó nhớ gia đình mình. Trang. Dạ. Mày kêu tao bằng cái gì? Dạ con gọi bằng ba. Rồi vợ tao mày kêu bằng cái gì? Dạ tất nhiên là bằng má. Đúng rồi. Tới chào má đi. Hả? Ba ơi không được đâu ba. Tại sao không được? Con quen với Mai trước mà. Ừ. Ba, hồi xưa tụi con kết nghĩa anh em với nhau giống như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vậy đó. Kêu anh em quen rồi bây giờ kêu bằng má kỳ quá à. Anh hai anh Đài tao không cần biết. Ông Cóc cần biết. Dạ. Nhưng mà hết con ở nó lấy tao á, nó cũng là automatic là má mày. Trời ơi. Mày tới chào má đi. Ba ơi, con chưa có quen. Tới chào. Lần sau nha. Tao nói mày chào. Dạ. Má chào anh. Anh chào má. Mày chào lại. Ê, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đứng đây. Chào lại cho tao nghe. Con chào má. Anh ơi, đừng kêu em bằng má. Em ơi, anh bị bắt buộc mà. Mai ơi em biết không, hồi xưa anh dắt ba em về để làm mai cho má của em á. Ai về đâu ổng gặp em cái ổng vớt em luôn à. Anh đã lầm giao ba cho em. Trời ơi. Tâm cái mồm mày đi. Dạ. Ê, còn cái bà đó đó. Dạ. Mày kêu bằng cái gì mày? Dạ con kêu bằng bác. Đúng rồi. Hổn. Sao hổn ba? Cái bà đó là bà má vợ tao đó. Tao kêu bằng má mà mày kêu bằng bác thì tao mày lại nghe mà. Dạ. Mày già nữa hả mày? Tới cuối đầu khoanh tay chào bà ngoại đi. Trời ơi. Dạ quá ba ơi. Dạ. Tới chào bà ngoại. Dạ con chào bác ngoại. Dạ. Thiệt là nực cười quá à. Dạ. Anh kêu tôi bằng má mà anh có coi tôi là má của anh không? Dạ. Hả? Anh kêu anh kêu con Mai nè. Cô vợ của anh mà anh có coi nó là vợ hay không? Hả? Biết rõ cái nhà này tôi chán quá rồi, hết muốn sống nữa. Dạ. À, ông bà thường nói đó là giữ người ở lại, trai giữ người đi. Nhưng mà nếu má đã chán thì con chiều. Con sẽ gọi lên sở di trú nó trục xuất má về Việt Nam, trở về ngày cũ. Thôi, Tường anh ơi em xin anh. Cô trục xuất trục mình má thôi em, chưa chán đừng trục em nha. Trời ơi Mai mày nói cái gì vậy? Không phải đâu, má hiểu lầm ý con rồi. Má ơi có hai má con nếu đi về một người thôi má về trước đi. Con bên đây con cài con gửi tiền về cho má. Chứ điên lượt hai đứa về bán trà đá tiếp á má. Điểm đi. Ờ ba. Có điện thoại, có điện thoại. Dạ. Có điện thoại. Ê quên, em phải bắt anh. Quên, clip qua mà quên. Alo cái Mai. À quên. Alo. Trường à, khỏe không? Sao? Cậu tính mở nhà hàng á? Sao không gọi tôi đi truyền kinh nghiệm chứ? Ừ có. Mở 4 cái mà có cái mẹ nó thành công đâu. À, được rồi, qua liền, qua liền. À, nhậu à, ok. À, không đâu, kẹt cơm, đâu cơm nhà này nấu cho cô hồn ăn với ai ăn. À, rồi, qua liền. Mai. Dạ. Tôi qua nhà Tường tí xíu được vậy. Tường nào vậy? Không phải chuyện của cô, rách việc. Đúng rồi, đâu phải chuyện của cô, mắc mớ gì xí vô.
má má gì vậy, đi đâu vậy, đi đâu hả? Để tao đi tao coi coi nó đi chưa. Thôi má má đừng chạy, mày làm cái gì vậy, mày buông ra để tao coi nó đi chưa. Con sợ má đi theo quánh lén ảnh. Đánh lén cái gì, tao coi nó đi chưa đặng mà tao chửi nó chứ làm chi, đánh cái gì. Sao nãy ở đây không chửi người ta mà đợi người ta đi mới chửi. Trời ơi, không chửi mà nó còn đòi trục xuất, cái mày không nghe sao? Con rể gì đâu, đúng là thời đại khủng bố mà. Dạ thưa ngoại. Ngoại của nội mày, ngoại. Bác à, ba con đi rồi, theo con kêu bằng bác nha. Ba con không nói vậy thôi, chứ không có quyền trục xuất bác với em Mai về Việt Nam đâu. Ủa anh ơi, nói về em với má không có cần phải về Việt Nam lại đâu hả anh? Em yên tâm tại đi, vì không em có... không có muốn về bển đâu, em không muốn má em sống lại ngày trước mà đâu anh. Tin anh đi, không có gì đâu mà dạ. Ba anh ổng hù á. Dạ Trang à, cháu nghĩ coi. Dạ. Từ ngày ba của cháu á đưa bác với con Mai qua đây, nhốt luôn ở trong nhà, không có cho đi ra ngoài đường. Con Mai nó tội nghiệp cho nó còn trẻ, còn bác già cả rồi không nói làm gì. Qua 5-6 năm trời bên Mỹ, tiếng Anh gì cũng có đi học, bằng lái xe cũng không được học nữa. Đi qua Mỹ mà như là như câm như điếc, như là ở tù. Bác buồn quá. Má, anh Trang biết không, tại hồi lúc ba anh cưới em á, ba anh nói ở bên đây ba anh có tới mấy chục người làm lận. Qua đây em chỉ cần coi phim bộ với đọc tiểu thuyết thôi, không có làm gì hết á. Làm gì cực nhọc gì á, bác cũng nể hà. Tại vì bác với con Mai nó quen cực khổ rồi bên Việt Nam á. Má. Nhưng mà bác chỉ buồn là gì? Cái cách đối xử của ba cháu. Vợ chồng gì đâu mà giống như là chủ chứ lại người làm. Tối ngày cứ nạt nộ la rầy nó. Nhiều lúc bác tức quá bác nói nó, Mai à mày phản kháng lại đi, muốn tới đâu thì tới. Mà ngặt nổi cái con Mai nè, nó hiền quá đi. Ba của cháu nói gì nó cũng cúi đầu nó nghe theo hết. Thôi mà má, má ơi má đừng có khóc nữa. Từ ngày qua đây ngày nào má cũng khóc á. Bác sĩ nói mà ba má không có được khóc nhiều đâu. Má không phải con hiền đâu. Má biết mà đánh ghen mướn con còn dám quánh mà má. Nhưng tại con nghĩ như vậy nè, con nghĩ cuộc sống lúc trước của hai mẹ con mình cực khổ quá đi. Một ngày làm mười mấy tiếng mà cũng không có đủ ăn đủ mặc. Rồi lúc má lâm trọng bệnh, má ơi nhìn má quằn quại trên giường đau đớn, con chỉ muốn có một chút tiền để con mua thuốc, dù đó chỉ là những viên thuốc cảm nhỏ nhoi để cứu mẹ mình đỡ đau đỡ nhất. Mà con cũng không làm được. Con chỉ biết bất lực nhìn lên ông trời, con nói ông trời ơi, ông cứ trút hết tất cả những bệnh tình của mẹ con lên trên người tôi đi, để tôi một phần nào gánh vác nỗi đau thể xác. Nhưng mà ông trời đâu có nghe, cũng đâu có thấy à má. Lúc đó má con mình lâm vào bước đường cùng. Má ơi, rồi ảnh cũng về nước, anh gặp con, rồi ảnh cho con tiền để chữa bệnh cho má, rồi đem cả hai má con mình qua đây. Má ơi, con như người từ trên trời rơi xuống, biết có bao giờ con dám nghĩ đến chuyện này đâu hả má. Má đừng nói là ảnh nặng nhẹ con hay là chửi mắng con, thậm chí ảnh có hành hạ con, con không có buồn đâu. Má ơi, má cứ để cho con chăm sóc cho ảnh. Má đừng có ngăn cản, cũng đừng la rầy, đừng lên tiếng. Má hãy để cho con gái của má trả lại cái tình, cái ơn, cái nghĩa mà người ta mang mình qua đây nha má. Má còn nhớ con Xuân con của dì Sáu bên cạnh nhà mình đúng má. Có lần lấy chồng Đài Loan, nó cũng đi biền biệt bao nhiêu năm trời. Sau này mới biết là người ta bán nó vô một cái động điếm, và nó phải làm vợ cho 3-4 cha con trong một gia đình. Mình nhớ má ơi, rồi sau vài năm dì Sáu nhớ con quá,
rồi cũng gặp lại con. Chưa mừng vui thì nó lăn ra nó chết. Người ta nói bên đó nó bị hành hạ, bị đánh đập. Mà nếu mà so với nó, con cũng may mắn hơn nhiều. Má cứ lấy con làm an ủi để mà sống. Má đừng khóc. Má khóc hoài làm sao con chịu nổi hả má? Thôi Mai à, cũng may là lúc trước em không chọn con đường lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc đó. Chứ nếu không thì một đi không bao giờ trở lại. Em nín đi đừng có khóc nữa. Dạ thưa bác. Em Mai. Dạ. Trước tình cảnh này thì con không thể nào giấu được nữa. Con xin nói thật về con người ba của con. Thưa bác, bác nhìn mặt ba con ngầu lắm phải không bác? Vô con chứ ngầu cái gì. Bác à, bác nhìn cái mặt của ba con á giống Saddam Hussein thiệt á. Nhưng mà ổng hiền lắm bác. Ngày xưa ổng thương má của con dữ lắm. Suốt bao năm trời chung sống với má con, ổng lo lắng chăm sóc cho má con đủ thứ hết á. Ổng chiều chuộng má con đủ điều hết. Ổng chiều chuộng má con đến nỗi mà ra đường ai cũng nói ổng là thằng đàn ông sợ vợ. Vậy mà ổng cũng chấp nhận nữa bác. Nhưng cuối cùng thì má con cũng bỏ ổng mà đi, để lại ổng một mình cảnh gà trống nuôi con. Bác biết không, kể từ đó đó ba con thay đổi hẳn tính nết. Ổng thề với lòng, nếu như ổng cưới vợ một lần nữa, ổng sẽ dùng chế độ độc tài để mà cai trị. Trời ơi, tự nhiên ai ăn ốc có bắt tôi đổ vỏ rồi trời. Tự nhiên cái vợ nhất được cưng, cái vợ nhì bị đì à. Trang, Trang à, cháu nói sao mà bác nghe bác không hiểu, giờ đâu nói rõ ra bác nghe coi. Dạ thưa bác, tất cả những việc làm từ trước tới nay của ba con đối với Mai là do ông đóng kịch đó bác. Đóng kịch? Là giả bộ hả anh? Đúng. Những việc giống như là không cho Mai đi học tiếng Anh. Đúng rồi. Không cho Mai tiếp xúc với người lạ. Dạ đúng rồi. Thậm chí cả chuyện không cho Mai thi quốc tịch. Tất cả là gì? Là vì ba con sợ mất Mai. Dạ. Ông biết mình yếu thế vì cảnh chồng già vợ trẻ. Cho nên bên ngoài ông hung tợn như vậy đó. Nhưng mà trong lòng của ông không lúc nào yên hết. Thưa bác, ba con đáng thương hơn là đáng trách phải không bác? Thôi con nhớ rồi bác ơi. Hả? Con nhớ có nhiều đêm con đang ngủ gì đó, cái tự nhiên con mở mắt con nhìn vậy, trước mắt con một đống đen bị lớn, hai con mắt nó thụt vô tuốt trong vậy nè. Cái xong mới con tưởng ma, con la con nói trời ơi ma, ma, cứu. Cái ý, con nhìn lại không phải ma. Ai vậy? Chồng con. Làm gì mày? Ai biết tự nhiên ông ngủ nhìn con hoài vậy, ông nhìn vậy nè. Xong cái con nói sao anh không ngủ đi anh. Cái ông nhìn ông mới thở dài. Anh ngủ không được mà không thấy mắt chả đâu trơn. Sao vậy? Con mắt nó đen thui rồi đâu có thấy. Cái con chết cha. Ba con về. Ba con về. Thì ra có tâm sự. Ba sao ba về sớm vậy ba? Cha, lại đâu ạ? Dạ. Tại sao mà ba à? Bao nhiêu năm nay ba gồng mệt mỏi lắm rồi. Bữa nay thả lỏng cho nó khỏe nha. Con muốn mọi người trong nhà hiểu rõ về ba hơn nên con đã nói tất cả sự thật về ba rồi. Cha. Dạ. Bà cảm ơn con. Trời ơi, nó bỏ đầu mất cha. Ba biết. Ba biết là sẽ có một ngày nào đó ba phải nói thật cho Mai hiểu. Bây giờ con nói nào. Cảm ơn con. Mai. Dạ. Không không, em đừng dùng thái độ sợ hãi như vậy. Mai à. Dạ. Vợ chồng mà em cứ bình thường nha. Em bị quen anh ơi. Bây giờ anh làm lại lần nữa. Anh kêu tên em làm cái đúng ý anh không? Mai à. Anh gọi em hả? Thằng Trang nó đã nói cho em hiểu hết rồi. Yes. Anh xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em. Trời ơi. Trời ơi xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em. Là xin lỗi tình yêu đó má ơi. Má ơi má xin lỗi tình yêu rồi kìa. Em hiểu lòng anh rồi. Em tội nghiệp anh quá đi. Em nói anh nghe, không phải em muốn đi ra ngoài em giao du, hay là em học hành là để em muốn bỏ anh không có. Em muốn phụ anh một tay. Em muốn được học, em muốn có công việc làm. Ai biết nhiều khi con người ta đang sân sẩn gì tự nhiên té cái sụi mẹ nửa bên rồi. Có gì kỳ cục vậy? Không không ý, con thật lòng lắm, có sao con nói vậy thôi. Rồi lúc đó ổng sụi rồi con có thể có nghề khác con nuôi ảnh, chứ mình đâu có ỷ vào một người đúng không? Anh cứ yên tâm mà sống bên em đi. Em thề với anh, em nói thiệt, chừng nào anh chết em mới lấy thằng khác. Ôi trời ơi, trời ơi. Có cái gì kỳ quá à. Con có sao con nói vậy à. Rồi đây nè, nghe mới nói bữa nay nhà mình như vậy là thông cảm, đã hiểu rõ nhau hết rồi. Ngồi xuống ăn bữa cơm cho thiệt vui. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi bác. Ê mà thôi,
Cái này ăn không được. Dẹp hết đi để má xuống dưới nấu cái khác cho nó ăn. Không, má, má để đó con ăn, để con ăn. Ăn bệnh má. Con bậy. Con bệnh ăn mấy cái này không có được, để má nấu cái khác. Không, con nói má để đó con thôi ăn. Thôi mà. Bác à. Cái gì vậy? Con đã nói rồi, ba của con ăn được. Ổng đóng kịch mà. À hai. Ba. Thú thật với ba nha, con muốn cưới vợ lâu lắm rồi đó. Nhưng mà nhìn cái gương của ba sao con sợ quá. Vậy thì bây giờ con hỏi ba nè, theo kinh nghiệm của ba ha, thì trừng trị vợ và sợ vợ, phương pháp nào sẽ mang lại hạnh phúc gia đình cho mình? Mày là con tao mà lâu lâu mày hỏi những cái câu ngu quá. Trừng trị vợ hay là sợ vợ đều không mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình là không phải do phía đàn ông mang lại, mà hạnh phúc gia đình là do phía phụ nữ mang lại. Trời ơi, hạnh phúc gia đình là do phụ nữ mang lại kìa má ơi. Giá trị phụ nữ được nâng cao rồi đó má. Thôi anh ơi, anh thấy thương quá anh ơi. Không lẽ giờ mà hôn anh Miến chứ trời ơi. Con Miến nha. Đó, đừng có mắc cỡ nha. À, gì vậy? Ra vậy? Trời ơi, râu mà làm như cung tên đâm đau gần chết à. Trời ơi, cái này người ta kêu là cái rễ răng. Ghê quá vậy mà.